này đường mình đi ra hàng gáo nha, mà ra ngoài này để mình cưa ngoài này có cây gáo khá là khủng nha. Trước khi vô là mình sáo không đấy, có cổ ong này nè bạn, cực kỳ nguy hiểm luôn rồi. Đi cưa cây mà gặp những cảnh này là cực kỳ nguy hiểm nha bạn. Quá trời cái ổ này nha bạn, mình đứng sát luôn nha bạn, mình cách nó khoảng chừng 5m 4m. Nếu mình nhánh cây mình lỡ có ngã vô một cái là mệt mình với nó nha bạn. Để mình ra cái gốc cây nha, gốc cây cũng gần đây nha bạn, cách khoảng chừng 10 mấy mét. Cái cây này, nó nói con đốn cái này luôn. Dạ. Cái nhỏ này. Chú cười con cái chân cái nha. Rồi, con yên tâm đi. Dạ. Chú hứa là chú làm à. Chú làm cái gì. Cảm ơn nhiều, chú đã chứ khỏe. Rồi rồi, để ấy chú cưa chú dẹp nhánh cho con luôn. Dạ. Bộ nuôi ổ ong hay gì? Bữa đó con chọc ổ ong chắc mấy mũi á. Chắc nó chết không à. Gan á, dám chọc. Mày mày con đi làm con phá với ai mình lên này à. Con phá lên con à. Trời ơi. Gan á. Trời ơi, chỉ cho chiên của ba. Con phá bằng ngày phải không? Phá ngày. Dạ dạ. Phải nói không? Nãy con lỏng quẳng này giống con ông ấy không hay nó. Cái thế đứng ở đâu mà đứng đó không được. Rồi rồi rồi. Đấy, đó đi tôi phóng bên kia. Ừ. Wow. 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 Có bay nghe anh Kiệm ơi. Sao ớn quá. Cứ mấy ngày nào hồi hộp quá sao rồi. Tài quán này nó mới bún. Bởi vì nó mới chọc nắng từng nay mà.
trên luôn nha. Sát mình luôn mà. Chỗ này cực kỳ khó quay luôn. Quá trời nó đập. Dưới cái không gian mình không có chỗ đứng.
Đu qua hả? Đu phóng, đu phóng qua được rồi. Cho xuống. Đu lại. Đu phóng qua cái nặng. Xuống mẹ đi rồi rồi bấm lên dây ấy lên cái gì. Không phải.
qua cây tre. Các bạn nhìn thấy cái lưới mà gáo người lớn.
Còn cái dao này anh Kiệm ơi. Thua góc còng á. Dạ. Để hai cây luôn hả? Không để cây nào mà. Rồi, xong hết nha. Hết hồn nhánh luôn. Đây cây nó tàn của nó gì. Rồi, mình xin kết thúc clip này đây nha. Hẹn gặp lại clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Cái chùm 4 cây này đó hả? 4 cây mẫu hả? 4 cây này, 4 cây vậy. Ừ. Giờ này nó còn nó bò ra kìa bạn. Quá trời nhiều con luôn. Các bạn thấy không? Ừ, đen không dừng. Quá trời nguy hiểm các bạn, nở sát bên luôn. Rồi mình nói bye các bạn nha.
bên đó hình như ta cho cây bên đó nữa mà.